Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con, cô bác. Thì lời nói đầu tiên, cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay, em Thắng tiếp tục lên clip đồ nghề hàng bãi cho mọi người. Thì anh em mình xem, nếu như có một mã sản phẩm ở đó phù hợp với mình, thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 như mọi người. Và cái số này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả và phần tiêu đề. Rồi thì trước khi đi vào clip thì em Thắng giới thiệu sơ lược về mặt hàng của ngày hôm nay. Thì em Thắng về được một ít đồ gồm có những cái dụng cụ rất là quen thuộc ha. Thế nên mình xem nếu như có cái mã sản phẩm nào đó phù hợp ha thì mọi người cho giúp em. Rồi thì để chi tiết hơn thì em Thắng xin vào mã số 1 luôn ha. Rồi mã số 1 của clip này thì em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người một cái kim nhọn. Cái này thì nó đến từ thương hiệu là nhà SK11 ha. Thương hiệu là SK11. Đây, logo rất xích nội địa Nhật nha anh em. Thì qua ban đêm mình hơi tối tí. Về chi tiết của mình, ren kim đồ nói chung là còn đẹp nha mọi người. Ren kim đồ còn đẹp ha. Vỏ là lạnh nha anh em, vỏ màu vàng. Đây, em Thắng sẽ đo cái tổng chiều dài cho mọi người. Thì con này á, nó có tổng chiều dài là được 16.5 nha mọi người. Tổng chiều dài mình đo được là 16.5 cm. Đây, 16.5 cm ha. Cái con này thì nói chung là cát ngọt nha anh em. Của SK11 Junior ha. Rồi anh em nào thích cái kim nhọn này ha, mọi người cho giúp em mã số là A1 ha. Rồi con này giá của mình là 110.000 nha anh em, A1 110.000. Tiếp theo A2, một cái cây kìm cắt nha anh em của hãng Hosan. Con này thì màu thép của mình là thép không lưỡi, thép trắng ha. Đây, về phía bên trên thì nó có hơi hở sáng tí, anh em mình bóp chặt thì nó mới khít ha. Có một lỗ tròn thuộc dây. Đây, chúng có hở nên là cắt của cũng ngọt lắm nha anh em, cắt của cũng ngọt lắm. Rồi anh em nào thích cây kìm này thì giá của mình là 50.000 nha. Con này A2. Cái này cũng như thanh lý nha anh em, đó, lưỡi cắt không có ngọt nha. Đó, của hãng Hosan, A2 50.000. Rồi A3, một cái kìm chuyên mở ốc hư của thương hiệu Engineer nha, Made in Japan. Con này là BZ58 ha. Đó, ren cỏ nó còn rất là đẹp nha mọi người. Đó, thì cái này em tháo ren vệ sinh á nên là cái vỏ mình hơi tuột tí, cái này thì anh em về mình tra keo là thôi, không có vấn đề gì hết ha. Đó, này em mở ren vệ sinh, vỏ là nặng nha anh em. Đây, lưỡi cắt của ngon lành ha. Đó, rất là ngọt nha anh em, rất là ngọt. Chiều dài 16 cm ha. Đó, ren cỏ rồi còn đẹp hết nha anh em. Rồi nên là mình thích cái kim mở ốc hư này, mọi người mình chốt giúp em. Con này là A3 nha. Rồi A3 con này giá của mình 150.000 nha anh em, 150.000. Còn đẹp ha. Rồi tiếp theo A4, một cái kim cắt cắt xéo của thằng Fujiya. Nó Fujiya đời cổ nha, sơ xích đời cổ, chỗ vỏ ra thì nó bị tét nhẹ tí, ham ảnh hưởng nhiều nha. Đó, vỏ màu cam, có hai lỗ tròn tốt chai nha, lưỡi cắt còn đẹp, lúc đâm đâm thôi chứ còn cắt ngon lành nha anh em. Rồi tiếp theo A4 ha, một cái kìm ngũi con Victor, cái này nó chưa xài nha anh em, nó nên nó chưa xài nha, mày kìm luôn rất đẹp, Victor đời cổ. Đó, một cái kìm ngũi xay nhán nha anh em, xay nhán Victor Japan. Này ren kim nó nên không rất đẹp ha, hàng của nội địa Nhật. Victor ha. Rồi tổng chiều dài của cây kim mũi Victor này á, mình đo được 16.5 cm nha em, 16.5 cm, còn khá là đẹp ha. Rồi anh em nào mình thích cây kim mũi của Victor này ha, sao xích nội địa Nhật cổ, tình trạng của mình nó còn khá là mới ha. Mọi người cho giúp em A4 nha. Rồi con này giá của mình 150.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo A5. A5 của mình là một cái kìm cắt, cái này còn khá là đẹp ha, của thương hiệu là nhà Chaimas Sakura Sakura Nippon ha.
Sakura Nippon. Đây ngoại hình anh em thấy không? Rất là đẹp nha. Đó. Lưới cát đồ này nọ thì nó không có bị dăm mẻ gì nha anh em. Cái này thì gần như là chưa xài. Vỏ thì đây, mình để bãi đồ dính thôi chứ coi là mình lau ra nó sạch trơn rồi nha anh em. Vỏ trơn, có lò xo nha anh em, có lò xo trợ lực. Đó. Cái bấm phải tực ha, bấm đồng này rất là ngọt. Rồi anh em nào thích cái kìm các size 16.5 này ha, mọi người cho giúp em mã số là A5. Rồi A5 con này giá của mình là 130.000 ha, 130.000. Tiếp theo A6, một cái kìm cắt của thương hiệu Sankey thép alloy steel. Đây lưỡi cắt rất còn đẹp cho anh em, có một lỗ tròn thuốc dây. Đây có lỗ tròn thuốc dây. Sankey vỏ đồ lành lạnh nha mọi người. Đó. Vỏ đồ lành lạnh ha. Rồi anh em nào thích cái kìm cắt của Sankey này, mọi người mình chốt giúp em A6 nha. A6 con này giá của mình là 120.000. A6 120.000. Rồi A7 một cây kìm bằng của thương hiệu là nhà Kim TTC. Đó, con này thì cũng còn khá là ok. Đó, mày kìm nó nêm nó thấy ha. Đó, vỏ lành lạnh. Đó. Với cái khít này, ren kìm nói chung còn ok hết nha mọi người. Đó, size 19. Size 19 của Kim TTC. Rất ngọt ha. Đây, dấu xích nội địa Nhật cổ. Tổng chiều dài con này mình đo được là 19 cm nha anh em. Tổng chiều dài mình đo được là 19 cm. Rồi anh em nào mà thích cây kìm này thì mọi người mình chốt giúp em A7 nha. Rồi A7 con này giá của mình là 180.000. Rồi tiếp theo A8 một cây kìm cắt của thằng Fujiya. Đó, cái kìm cắt của Fujiya nha anh em, hơi mờ tí ha cho em vệ sinh tại vì dòng mới nó rất là dễ ha. Đây của Fujiya nha anh em. Đây vỏ thì nó có vài cái vết cắn thôi chứ còn không có bị rách ha. Đó, vài vết cắn. Đây phần lưỡi cắt, lưỡi cắt khít cho không hở sáng. Lưỡi cắt cũng đẹp. Những cái này thì nói chung nó bự, anh em mình cắt rất là sướng ha. Đây tổng chiều dài mình đo được là 19 cm nha anh em. Rồi anh em nào thích cây kìm cắt của thằng Fujiya là mọi người cho giúp em mã số là A8 nha. Con này 170 nha anh em, vỏ hơi xấu tí, 170. Rồi A9. Một cái kìm của thằng K3 đời cổ đúng không, này K3 này hơi mờ mờ tí. K3 logo ngựa nữa này, bảo sao zip nội địa Nhật này. K3 này thì nó có cái phần ren ra đây nên mình kẹp cái vặt luôn. Đó. Thì phần lưỡi cắt thì nó có hở sẵn một lỗ nhẹ đó ha. Đó, nó râm do người ta cắt kỳ đó nó bị râm thôi, còn ren kìm nói chung nó cũng còn tương đối nha. Và đặc biệt con K3 này xe bự nha anh em. Đó, vỏ cái điện dài còn đẹp nha, vỏ còn đẹp. Đó, xe bự nên ha, các đắt ok nha. Đó nó dính keo kiết cái đầu các rủi hết ha. Đó. Đúng là hàng của K3 rất là xịn nha anh em, rất là ngon. Tổng chiều dài của cây kìm K3 này á nó dài được là 21.5 nha, size bự. Đó. Rồi anh em nào thích cái con kìm K3 này mọi người mình chốt giúp em A9 nha. Rồi A9 con này giá của mình là 220 nha anh em, một cây kìm K3 cổ. A9 220. Rồi tiếp theo A10. A10 của mình là một cái kìm bấm cốt. Cái này thì nó đến từ thương hiệu là nhà Izumi Crippet ha, dòng 34S. Cái này giá mới nó triệu mấy anh em. Đó, đây bấm nó rất là nhẹ nha. Đó. Ha, lò xo là ngon lành nha. Đó. Đây, đây là cái phần chi tiết đầu bấm cốt của mình. Thì con này nó đấm mà 1.25 với 2 này. Đó. Giống như cốt mỏng đó anh em, mình xem phù hợp với công việc của mình thì mình chốt ha. Đó. Bấm rất là nhẹ tay nha anh em, những con này thì bấm rất là nhẹ tay. Tổng chiều dài của con này á, mình đo được nó tầm khoảng là 19 cm. Đó. Rồi anh em nào thích cái kỳ bấm cốt này mọi người mình chốt giúp em mã số là A10 nha. Rồi A10 con này giá của mình là 45.000 nha. Rồi tiếp theo A11, một cái kỳ mà bấm cốt cơ ha. Đó, nó đến từ thương hiệu là hãng Amon. Đó, con này thì nó vừa tuốt dai được nè, vừa cắt nè, cắt đinh cái kẽm bấm cốt ha. Đó, rất là thuận tiện.
con này thì tổng chiều dài của mình á, mình đo được là 22.5 hả. Rồi anh đây là một cái kìm bấm cốt cơ này của thương hiệu Amon, mọi người cho giúp em con này, giá của mình là 150.000. A11 cho anh em đó, A11 150.000. Rồi A12 tương tự nha anh em, cái này thì nó có hãng móc Well Made in Japan ha. Đó, dòng nào để anh em mình tuốt dây này đó, cái nó tương tự con kia thôi đó, chả khác gì nha anh em đó, đọc là ngon lành. Tổng chiều dài con này nó dài được là 22.5 luôn đó. Hai con giống nhau nhưng mà con này của mắt queo ha, con này thì giá nó cao hơn, con này A12 nha đó. Rồi A12 con này giá của mình là 170.000 ha. Rồi tiếp theo A13, một cây cần tự động của hãng Tone, cái này còn khá là mới nha anh em, Tone Japan đó, như là nó chưa có xài, mình để bãi này nọ thì nó bị đen đen thôi chứ còn áp phích còn nguyên đó. Hoạt động trơn tru nha, đảo chiều. Cái này thì chiều dài tổng thể mình đo được nó dài được là 19 cm nha anh em, nó dài được là 19 cm. Rồi anh em nào thích cái cần của Stone này ha, 3/8 nha anh em, đường kính là 9.5, mọi người cho giúp em A13 nha. Rồi A13 con này giá của mình là 180.000. A13 ha, 180.000. Tiếp theo A14, A14 của mình là một cái cây mỏ lết của hãng Top cho anh em, Top dập nổi nha, của Top. Con này là một cái da cây mỏ lết lùn nhưng mà cái ngầm mở bự nha. Rồi cái con này thì cái ngầm mình nó mở bự hết đó, là được là 30 ly nha anh em, 30 ly rất là bự ha. Còn cái chiều dài của mình thì mình đo được tầm khoảng là 14 cm thôi đó, rất là nhỏ nhắn xinh xắn cho nên mình thích cây mỏ lết của hãng Top ha. Và con này thì nó thiết kế phần này nó có cái tay này tì đến nên mình vẽ nó nhẹ hay sao thì em không rành nha, cái thiết kế nó như thế nào nha anh em đó. Và mình mở tối đa là từ 6 ly nha anh em, từ 7 ly cho tới là 30 ly nha đó, không có khít đường nha anh em đó, nó thiết kế như thế nào nha, không khít được 7 ly cho tới 30 ly một cái một lít lùng đó, mới bự ha đó, cho nên mình thích cái hàng độc độc ha. Rồi anh em nào mình thích cái chiếc mỏ lết này, mọi người cho giúp em A14 nha, con này 200.000, A14 200. Rồi A15, một cái cây mỏ lết thép đen của hãng Top này, dấu rít nội địa Nhật nha anh em, của hãng Top thép đen màu đen xì còn rất là mới nha, còn khá là mới anh em, người ta sử dụng nước thôi, môi ngầm còn đẹp nha anh em đó. Con này thì cái độ mới ngầm của mình là được 25 ly đó. Và thiết kế anh em mình thấy này đó, cái phần đây anh em đó, chỗ đây nó bị nó thiết kế như thế này là nó thiết kế cho nó chứ không phải là bị nứt nha anh em đó, anh em thấy hai cái khớp rất khác nhau nha đó, dòng này là dòng thiết kế của nó như vậy nha anh em, dòng này là cái dòng cao cấp của hãng Stop ha. Tổng chiều dài là được 20 sen này đó. Độ mới ngầm của mình là được 25 sen đó, 25 ly chứ, 25 ly đó, còn đẹp hơn nha anh em, anh em mình có thể mình mua về mình sưu tầm, mua ngầm nó còn khá là đẹp. Rồi anh em là một cái cây mỏ lết này của Stop ha, size 200 mm, hàng dấu rít nội địa Nhật, mọi người cho giúp em A15 nha. Rồi con này A15 280 nha anh em. Tiếp theo A16, một cây mỏ lết là dòng thông nghị thường của thằng MCC, cái này còn khá là mới nha cho anh em sưu tầm. Mỗi ngầm của mình nó gần như nó chưa xài nha anh em. Đó, gần như là chưa xài. Của thương hiệu là nhà MCC, thép của mình là thép CRMO. Japan ha. Đó, hình cũng khá là mới nha anh em. Cho nên mình có thể sưu tầm. Thì con này là size 250 và cái độ mới ngầm khi mà mình quay ra thì nó sẽ mở được là tầm khoảng là 30 ly nha. Đó, 25 mm thì cái độ mở ngang của mình là được 30 ly. Đây, đó, ha. Đây mình gõ bên trong là còn đẹp nha. Đó. Rồi anh em là mình thích cái cây mỏ lết này thì mọi người mình chốt giúp em mã số là A16 nha. Đó, con này giá của mình là 220. Rồi A17, một cây clay đuôi chuột 14 ha. Đó, 14 và 17 của thương hiệu là Luster. Luster tôm hùm và cái dòng này nó là bằng thép alloy steel. Rất là xịn sò luôn nha anh em, 14 17 của Luster. Đó. Hoạt động ngon lành hết nha anh em. Rồi tổng chiều dài của cái cây kìm tổng chiều dài của cây clay đuôi chuột này á, thì nó dài được là 27 cm nha.
nó dài được 27 cm. Anh đây là cái cây cờ lê đôi chuột này, mọi người cho giúp em A17 nha. A17 à, con này giá của mình là 180.000 nha anh em. A17 180. Rồi tiếp theo A18, cây này là một cây cờ lê đôi chuột 17-19 của Super đó, 17-19 của thương hiệu Super nha, còn khá là mới nha anh em đó. Nên thấy không, nước xi màu trắng rất là đẹp đó, của hãng Super. Đảo chiều hoàng quang. Rồi con này thì nó ngắn thôi nhưng mà nó đẹp. Tổng chiều dài được 20 cm nha, 20 cm. Rồi anh em là mình thích cái cây cờ lê đôi chuột này thì mọi người mình check giúp em mã số là A18. Rồi A18 con này cũng 180.000 nha. Rồi tiếp theo A19, một cái cây cờ lê một ốc nhanh đó, nhỏ, thương hiệu là Serben đó. Dòng này là dòng 6 inch nha anh em, dài 15 cm đó. Rang cỏ còn rất là đẹp nha anh em đó, rang cỏ đồ rất là đều. Anh em mình có thể mình thích hàng đẹp ha, cái này thì người ta gần như là xài lướt thôi đó. Con này thì nó mở chắc được ốc từ 5 số ly tới 15 ly đó, dài 15 sen thôi. Rồi nên là mình thích cây cờ lê mở ốc nhanh này à, mọi người cho giúp em A19 nha. Rồi A19 con này giá của mình là 100.000 nha anh em. Tiếp theo A20 thì con này nó dài hơn nha, con này thì nó tới size 250 lận. Thì cái size 250 này thì cái độ mở của mình á thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 15 cho tới là 30 15 cho tới 30 ly nha. Đó, 15 cho tới 30 ly. Đây là cái phần ren ngầm của nó nha anh em, còn khá là đẹp ha. Đó, anh em mình xem nè, đó, ren ngầm nó còn khá là đẹp. Người ta đã có xài lướt thôi, rất là cao ráo ha. Đó, lò xo nó ngon lành nha anh em. Nó đến từ thương hiệu là hãng Stop nha. Đến từ thương hiệu là hãng Stop. Rồi anh em nào mà thích cái cây là cà lê mở ốc nhanh là của Stop ha, thì mọi người mình check giúp em mã số là A20. Đây con này giá của mình là 180 ha. Rồi tiếp theo mã số A21, một cái cây kìm mỏ quả nha anh em, một cái kìm mỏ quả của hãng Sankey luôn. Con này thì cây dấu xích nội địa Nhật đời cổ luôn nha anh em, nó dấu xích nội địa Nhật đời cổ luôn. Đó. Rồi về phần vỏ của mình thì nó còn khá là ok nha, nó vỏ rất lành lặn. Đây là cái phần ren ngàm của mình. Đó, con này thì nó còn rất là đẹp nha anh em, nó ren cỏ rồi còn đẹp. Rồi nên là tất cả kìm mỏ quả của Sankey này ha, thì mọi người mình chốt giúp em con này mã số là E21 nha. Rồi cái con mã số E21 này giá của mình là 170.000. Rồi tiếp theo mã số E22, một cái cây mỏ lít ngang của thương hiệu Sankey nữa ha. Đó, con này thì size 280, nó dài 28 cm ha. Đó, sản xuất ở Nhật Japan. Thì con này đấy, khi mà cái mình quay ra hết á thì cái độ mở ngầm của mình nó được là 74 ly nha, 74 ly. Đây, hoạt động một trơn tru nha anh em, nước xi đồ còn khá là mới ha. Đó, anh em thấy này, hoạt động một trơn tru, nước xi còn rất là mới. Đây, môi ngầm thì người ta đã xài rồi, nó sẽ có những vết loe thôi. Đó, nước xi còn khá là đẹp. Rồi anh em là mình thích cái cây con mỏ lít ngang này, mọi người mình chơi giúp em mã số là A22 nha. Đó, con này giá của mình là 220.000. A23, một cái cây khóa của KTC nha anh em, khóa 17-19, khóa vòng nha, 17-19 của KTC. Rồi về ngoại hình thì nói chung mà nó để bãi này nọ thì nó có những cái vết tróc xi, cái này anh em mình xài cũng khá là ngon nha. Hàng của KTC thép alloy. Tấm chiều dài của chiếc chìa khóa này á, nó dài được là 28 cm. Rồi anh em nào mà thích chiếc chìa khóa vòng của KTC này ha, thì mọi người cho giúp em mã số là A23. A23 con này giá của mình là 100.000 nha. A23 100.000. Rồi tiếp theo mã A24, một chiếc chìa khóa của Stop nha anh em, một chiếc chìa khóa của Stop. Đây, dấu xích nội địa Nhật nha anh em. Số của mình là 19 và 24. Con này thì ngoại hình nó còn khá là mới nha, nhưng nó chưa xài. Đó. Ren cỏ đồ rất là đẹp nha mọi người. 19 và 24 của thương hiệu Stop ha. Hay, thương hiệu hãng Stop, dấu xích nội địa Nhật cũ. Cái này nó sẽ có chữ Japan nha. Rồi, số khóa 19 21. 19 24 này á thì nó có tổng cái chiều dài. Tổng cái chiều dài của chiếc chìa khóa này là 32 cm. Rồi con này mã số của mình là A24 nha anh em.
Rồi, A24 con này giá của mình là 130 nha. Rồi, mã số 25 là một cái cây khóa 24 27. Con này khá là bự nha. Con này thì nó mới mới can thôi nè, cũng khá là mới nha. Chưa xài. Đây là Ben nha, của thương hiệu nhà Super. 24 và 27, đó là những cái số của mình ha. Ra Ben dấu xích nội địa Nhật cũ nó nè, đầy đủ luôn. Con này nó nặng nửa ký nè. Đó, chiều dài 33 cm. Rồi anh em nào mà thích chiếc khóa Super này, mọi người cho giúp em mã số là A25 nha. 24 và 27, con này giá của mình là 150 ha. Rồi A26, một cái cây kéo cách tôn. Con này thì của thương hiệu Sato Japan nha, và cái lưỡi thì nó hơi cong cong, chích một góc 15 độ ha. Đó. Đây, vỏ nói chung nó có vài cái vết cắn. Đó. Lò xo được con lành đó nha. Đó. Về phần lưỡi thì cũng còn khá là ok nha anh em, không có bị râm râm. Anh em về có thể mình liếc lại, còn không thì mình đem mình xài được ha. Của Sato Japan nha. Sato Japan. Rồi, con này thì nó có tổng chiều dài là 22.5. Đó. Rồi anh em nào thích cây kéo Sato này ha, mọi người mình chốt giúp em mã số của cây kéo này là A26 nha. Rồi, con này A26. Giá của mình là 200.000 nha mọi người, 200.000. Rồi mã số A27, một cái cây sản thép không rỉ. Đây, ngoại hình đó nha anh em. Nói chung là hàng 7 thì nó sẽ có xài rồi nên sẽ có những cái vết trầy xước, nhưng mà này anh em mình về mình xài ngon lành nha, không có vấn đề gì nha mọi người. Chiếc sản hàng 7. Rồi con này thì nó tổng chiều dài là 39 cm, chất liệu làm của mình là thép không rỉ nha, stainless steel, khoảng là 8 cm. Đó, bên này thì nó có những cái khớp như này. Rồi anh em nào thích chiếc sản thép không rỉ này, mọi người mình trước giúp em mã số là A27. Rồi con này giá của mình là 100.000 nha. Rồi mã số 28, một cây thước thước nha anh em. Cái này thì anh em mình có thể xoay độ được nè. Đó anh em thấy không? Đó, mình có thể xoay chỉnh độ được. Bạn cái nấm này là mình xoay được ha. Đó. Xoay chỉnh độ này, nó 50 độ này. Đó. Đây con này thì nó đến từ hãng Tajima nha, Made in Japan. Đó, phần này nó là mình hợp kim nhôm. Ngoại hình còn khá là ok nha mọi người. Đó. Rồi anh em là mình thích cây thước này, mọi người mình chốt giúp em mã số là E28 nha. Rồi E28 con này giá của mình là 230.000 nha anh em, 230.000. Rồi tiếp theo mã số E29, một cây búa đóng đinh của thương hiệu là nhà Yamaguchi, là nhà nhà OH nha anh em, thương hiệu nhà OH. OH ha. Đây. Made in Japan nha anh em. Con này thì ngoại hình cũng còn khá là ok. Con này thì tổng trọng lượng của mình nó nặng tầm khoảng là 600 g. Đầu búa của mình là đầu búa trơn. Đó, đầu cũng rất là đẹp nha. Cái này là một cái búa đinh loại trung. Đó. Nặng tầm khoảng là 600 g thôi. Cho nên mình dùng gia đình. Rồi tổng chiều dài là 33 cm nha. Anh em nào thích cái búa đinh này của OH, mọi người mình chốt giúp em mã số là A29. Rồi A29 con này giá của mình là 200.000. Rồi A30, một cái búa tạ nha anh em, một cái búa tạ của UH nữa. Con này thì nó nặng 1,5 kg. Riêng cái đầu búa thì nó nặng là 1,3 kg rồi nha anh em. Riêng cái đầu búa nó nặng 1,3 kg của UH. Tính luôn cái phần cán sợi nhựa thủy tinh này của mình á thì nó nặng 1,5 kg. Thì phần cán thì nó có vài cái vết sai xước do mình để bãi thôi. Nhưng mà cán sợi nhựa thủy tinh thì cái độ đàn hồi cũng như là chất lượng mình dùng rất là chắc chắn nha. Đây, đầu búa của mình đã có sử dụng, đầu búa bát giác nha mọi người. Rồi, nặng 1,5 kg tổng tổng thể tính luôn phần cán nha. Rồi tổng chiều dài con này nó nặng được tầm khoảng là nó dài tầm khoảng là 30 cm. Rồi anh em nào mà thích cái búa tạ nặng 1,5 kg này, mọi người mình chốt giúp em mã số là A30 nha. Mã số A30. Rồi con này giá của mình là 250.000 nha anh em. A30 250. Tiếp theo mã số A31, một cây màu lết của Lotte size 375. Cây này thì nó có bị tróc xi trên phần đầu ngàm cũng như là những cái chi tiết đây ha, thì cái này thì phù hợp cho anh em mình về mình xài. Thì cái hãng Lotte hiệu tôm hùm này thì cái hãng rất là nổi tiếng nha, nó dài xài rất là ngon. 15 in là tương đương với là size 375 ha, Japan. Đó, môi ngàm mà còn đẹp hết nha anh em. Đó, người ta đã xài rồi nhưng mà còn đẹp ha. Đây, hoạt động trơn tru, thao tác một tay rất là nhẹ nhàng. Đây, anh em mình xem bên trong ha. Đó, ràng cỏ bên trong bị tróc xi thôi chứ còn cái này anh em mình về mình xài rồi ngon lành nha. Rồi tổng chiều dài của mình là mình đo được là tầm khoảng là 38 luôn anh em, 375 thì mình đo được 38 đúng rồi.
Đó, cái độ mới ngâm của mình nó tầm khoảng là 45 nha, 45 ly. Đó. Rất là chắc chắn nha anh em. Rồi anh em là mình thợ là mình muốn sử dụng cây Molex Doctor size 375 này. Mọi người chú giúp em. Mã số con này là A31 nha. A31 con này giá của mình là 380 nghìn. Rồi A32 cũng là một cây Molex. Cây này thì size 450, cây này nặng nha anh em, nặng 2 kg á. 450 của hãng Hit nha. À, ngoại hình nước si được còn đẹp nha anh em, cây này còn khá là mới á. Đây là xin nội địa Nhật Japan của hãng Hit nha, hãng Hit hãng rất là ngon nha anh em. À, thép alloy á. Đây thép alloy steel nha anh em, thép cứng. Rồi con này thì cái độ mở ngầm của mình cũng khá là bự nha. Cây mẫu lít cá sấu. Con này thì nó mở ra được tầm khoảng là gần 75 ly nha anh em, 75 ly, cái miệng cũng khá là rộng ha. Nó nặng nha anh em, size 450 mà. 450 chiều dài tính là 2-3 găng tay của mình á. Rồi nên là thích cái cây mỏ lết 450 này của hết ha. Mọi người mình chơi giúp em. Con này giá của mình là 400 nghìn nha. Ây da, nặng quá. Rồi A32 nha anh em. A32 con này 400. Rồi A33 thì con bự thiệt bự, con này nhỏ thiệt nhỏ. Con này size 200 mm của MCC. À, sao xít nội địa Nhật của ngoại hình còn khá là tươi nha. À, MCC. À, lò xo nhắn nhã ngon lành. À. Cho nên mình thích cái dòng nhỏ nhỏ, mình vừa sử dụng mình vừa sưu tầm một cây mẫu lết răng, mẫu lết cá sấu của Nhật ha. Rồi con này thì cái độ mở ngâm của mình nó tầm khoảng là 35 ly. Đó, 35 ly ha. Đó. Rồi anh em nào mà thích cây mẫu lết này của thằng MCC ha, mọi người cho giúp em. À, mã số là A33. Rồi A33 con này giá của mình là 170.000 nha. Đó, A33 con này giá của mình 170.000. Rồi tiếp theo A34. A34 của mình là một cái cây cưa nha anh em, một cái cây cưa sắt ha của Handerso. Đó, cây cưa sắt của Handerso nha anh em. Đó, đây cây này thì anh em mình thấy rồi, lưỡi cưa của mình là lưỡi cưa zin thì nó sẽ có hai mặt cưa nha. Đó, này là một cái mặt lưỡi cưa ren thưa. Đó, đây mình mở cái này ra ha, mở cái này ra. Thì bên trong nó sẽ có một cái mặt cưa đang đang nhuyễn đây, đang đây là đang nhuyễn, còn đây trên đây là đang thưa nha anh em. Đó, đang thưa. Thế đây mình có thể đảo đầu là mình sử dụng hai mạch lưỡi của Handerso ha, Kanzawa đó. Đó, vỏ cắn nó còn đẹp hết nha anh em. Rồi con này thì tổng chiều dài cái phần cắn này á, nó dài được là 21 cm. Còn cái phần lưỡi thì mình có thể tăng chỉnh rồi, mình không có đo được cụ thể nha. Đó. Rồi anh em nào thích cây cưa của Handerso này, mọi người cho giúp em mã số là A34 nha. A34 con này giá của mình là 120.000. A34 120.000 ha. Rồi A35 của mình là một cái đầu nối dài, cùng với đó là một cái khẩu 10 ly của thương hiệu SK11 nha. Dao rít nội địa Nhật cổ nè anh em. Đó. Thép CRMO của Nhật nha Japan. Hãng SK11 này là một hãng rất là ngon nha anh em. Đó. Đây. Còn mới đẹp hết ha. Và con này là đầu 1/2 nha anh em. À, đầu 1/2. Đó. Dùng khẩu 1/2 đường kính 12.7 ha. Này, 1/2 còn khá là mới ha. Rồi thì cái bộ combo này gồm có hai món nha, một cái đầu 10 và một cái đầu nối dài. Cái này thì cái chiều dài tổng thể của mình á là 15 cm anh em. Đầu nối dài này là đầu nối dài 15 cm của SK11. Rồi anh em nào mình thích cái cặp này thì mọi người mình chơi giúp em. Mã số là A15 nha. Mã số A15, bộ này của mình 130.000. Rồi A16 của mình là một cái bộ đầu bán hoa thị nên em chữ T này, gồm có hai hãng của Ken với lại cái hãng của chị đó. Rồi đầu tiên của mình là một cái con của Ken này, của Ken Japan nha. Con này là con TH50. Tiếp theo là một cái con TH50 nữa em, của hãng khác nữa, hai con TH50 này. Rồi con này thì của Ken, con này thì TH40 45 nha. TH45. Rồi con này cũng 45 luôn. Nó cũng như là hai cái đầu TH45 với hai cái đầu TH50 nha, của hai hãng. Bên này thì nó sẽ có TH20 này. TH20 ha. TH15 của Koken ha. Rồi bên này thì hai con này của mình là TH15 luôn và TH10. Rồi thì em Thắng sẽ đọc lại thông số nha. Cũng có là TH10 này, hai con TH15, một con TH20 ha, hai con TH45 và có hai con TH50. Gồm có 8 con nha. Rồi anh em nào mà thích cái bộ 8 cây đầu đầu bán này ha, cái đầu bán này của mình là 3/8 nha anh em, đường kính là 9.5.
Đó, đào bảng hoa thị. Thì mọi người mình chơi giúp em mã số của cái bộ này là A36 nha. Rồi A36 cái bộ này giá của mình là 250 nha anh em, 250.000. Rồi tiếp theo A37. A37 là mình là một cái sủi nha anh em, một cái sủi của thằng Alpha Japan nha. Đó, một cái sủi của Alpha Japan. Đây ngoại hình anh em, đầu đóng. Đây, đầu nạp lưỡi ha. Đó, Alpha Japan. Con này thì cái chiều dài tổng thể của mình á, chiều dài tổng thể mình đo được là 30 cm. Rồi anh em là một chiếc sủi dài 30 cm này, mọi người cho giúp em mã số là A37. Con này giá của mình là 150.000 nha. 150.000 chiếc sủi của hãng Alpha. Tiếp theo mã số 38. Một cây cưa nha anh em, một cây cưa của thằng ARS này. Đó, một cái cưa của ARS. Con này ngoại hình nó cũng đẹp ha. Đó. Lưỡi nó còn bán lắm anh em. Lưỡi còn rất là bán nha. Lưỡi còn nguyên zin, rất là bán. Cái này thì cái chiều dài lưỡi sử dụng của mình á, nó dài được là 18 sen nha anh em, 18 19 sen. Một cây cưa gấp của thằng ARS nha, dùng rất là ngon lành luôn, lưỡi rất là bán nha. Đó. Rồi anh em nào mà thích cây cưa ARS này ha, lưỡi dài 18 cm, mọi người mình chốt giúp em mã số là A38. Rồi A38 ha, con này giá của mình 200.000. Rồi tiếp theo mã số 39 ha. Mã số 39 của mình là một cái cặp đục nha anh em, một cái cặp đục. Đó. Gồm có hai con. Thì cái đầu mũi của mình thì nó cũng hơi đâm đâm tí, anh em về có thể mình mài lại giúp em nha. Đây, logo một chữ nha anh em. Con này trên cảng này, con này thì nó nằm trên đây ha. Đó. Hai con. Rồi. Thì về cái thông số, tổng chiều dài của hai con này nó dài tầm khoảng là 21 22 cm ha. Con bự nhất của mình là bán đục 18 ly và con nhỏ nhất của mình là bán đục 9 ly nha. Đó, một con 9 ly và một con 18 ly. Rồi anh em nào mà thích cái cặp đục này thì mọi người mình chế giúp em mã số là A39. A39 cặp đục này của mình 170.000 nha anh em. A39 170. Rồi tiếp theo A40. A40 của mình cũng là một cặp nữa. Cũng là một cặp. Gồm con lớn con nhỏ ha. Con lớn có logo một chữ đó ha. Con nhỏ. Rồi đầu tiên của mình cái con nhỏ này thì bản đục của mình bản đục nhỏ nha, bản đục của mình là bản đục 6 ly, bản đục 6 ly ha, và cái con bự này của mình là bản đục 2/4, chiều dài 21.5 hết ha. Đó, một cái con 6 ly và một con 2/4. Rồi cặp này anh em mình thích thì mọi người mình chốt giúp em A40 nha. Rồi A40 cặp này của mình 180.000 ha. Rồi tiếp theo A41. A41 thì cặp này đây, xanh này, xanh lét này, phần chui này, phần tem luôn nha anh em. Của Kasumi gì đó. Đây. Thì là anh những cái này thì anh em mình thấy ngoại hình cũng còn khá là ok nha. Rồi con này thì có cái thông số như sau. Một con là 9 ly nha anh em và một con là 10 17. 17 18 gì đó, một con nói chung là một con 9 ly, một con 18 ly ha. Rồi anh em nào mà thích cặp này mọi người chốt giúp em A41 nha. Rồi A41 cặp này của mình cũng 180.000. Rồi tiếp theo A42, một cây dũa gỗ Shinto, cái này nó còn khá là mới nha, khá là đẹp nha anh em. Đây Shinto made in Japan này, nó cán gỗ là đẹp nha anh em. Đây phần dũa này. Ha, phần dũa cũng khá là mới nha anh em. Bên này là đèn thưa. Khá là nhám nha, cái này thì nói chung là người ta sẽ lướt qua kia xài á, là ta cầm luôn là nào cũng rất là đẹp nha anh em. Ở Shinto made in Japan. Rồi anh em nào thích cây dừa gỗ Shinto này mọi người chốt giúp em A42 nha. Rồi A42 con này giá của mình là 220.000 ha. Rồi A43, một cây lưỡi cưa của thằng Suki Gamtaro nha, lưỡi dài 2 tấc 4. Lưỡi cưa còn rất là bán nhanh mọi người. Đèn thưa nên anh em mình cưa rất là mau. Đó, lưỡi còn nguyên zin ha, không có bị mẻ răng nào nha mọi người. Suki Gamtaro lưỡi dài 2 tấc 4. Rồi anh em nào thích cái lưỡi cưa Suki này mọi người cho giúp em mã số là A43 nha. Rồi chiếc lưỡi cưa hàng 7 này giá của mình là 130.000, A43. Rồi A44, một cái kìm bấm chết cho anh em mình kịp tắm rồi mình hàng này, cái này nó còn khá là mới nha, nó đến từ thương hiệu là Japan này, dập chìm bên trong nha anh em. Chất thép của mình là CRMO.
hàng Nhật nha. Đây con rất là mới nha anh em, gần như là nó chưa xài. Cái kìm bấm chết của Nhật cái này này đó, chuyên để anh em mình kẹp mối hàng nào ha. Đây bạn đồ ngon lành hết nha anh em, cũng khá là mới. Tổng chiều dài của cây kìm bấm chết này á thì nó dài tầm khoảng là 20 cm. Cái miền kẹp của mình này thì mình đo được là 8 cm nha. Rồi anh em nào thích cây kìm bấm chết này của thương hiệu Japan nha, mọi người cho giúp em mã số là A44. Rồi con này giá của mình là 320 nha, A44 320.000. A45 một cái cặp cẩu nha anh em, một cái cặp cẩu ép của thương hiệu Nhật con gấu Bakuma này. Đó, phần này là cắn nó là màng nhựa cứng và bên đây nó có những cái phần vuông vuông là anh em mình dùng cà lê molex mình vẽ cho nó kẹp cho nó cứng ha. Kích thước của mình là 300 nhân cho 80 nha, của thương hiệu Bakuman gấu này. Chiều dài kẹp sử dụng của mình á, mình kẹp được vặt là 30 cm, chiều dài tổng thể tính từ này tới tới này là 37 cm, từ tâm này vào này là được 8 cm đó. Hai cái nắp nhựa đó, ngoại hình nước xi thì còn rất là mới nha anh em, cho anh mình thích cái cặp cẩu ép nó đẹp. Rồi anh em nào mình thích cái cặp cẩu ép này cùng với size của mình là 300 nhân cho 80 thì mọi người mình chốt giúp em cặp này mã số là A45 nha. Rồi A45 cặp này giá của mình là 520 nha anh em, 520.000 cho cặp này. Rồi tiếp theo mã số 46. Mã số 46 của mình là một cái cây tua vít ngắn dài nha, của thương hiệu Vercel No 1500 nha anh em. Đó thì nó có hai chế độ này, đầu tiên anh em mình thấy nó là một cây vít bình thường nè, thì nó là một cây vít led nha. Đó. Khi mình khóa lại thì nó như một cây vít led. Tổng chiều dài của mình đo được là 38 cm. Đây. Đó. Một cây vít led nha anh em. Sử dụng cây vít led. À này ha. À. Đây, đảo chiều thì mình gật lên. À. Rồi, khi anh em mình mở nắp này ra này, đó thì nó sẽ bung ra ha. À. À. Bung ra thì lúc này anh em mình sử dụng như một cái vít nhắn. Những cái dòng này á thì nó là vít nhắn nên mình để lâu ngày thì nó khô này, nên anh em mình cho nó tí dầu hoặc là tí dầu bôi trơn đó, nó sẽ hoạt động trơn tru hơn rất là nhiều nha. Cái này thì em để về chưa có vệ sinh nữa nhưng mà nó hoạt động trơn tru rồi. Rồi khi mà mình bung ra sử dụng như một cây vít ngắn á thì tổng chiều dài của cây vít này nó dài được là 50 cm. À, hiện tại cái đầu vít của mình là đầu vít dương BH2 nha anh em, đó cho nên mình sử dụng ngon lành. À, rồi anh em nào mà thích cái cây tua vít ngắn này ha thì các em xin khóa lại nha. À, mình khóa lại để mình khóa hàng cho nó thuận tiện. Con này mã số của mình là A46 nha. Rồi A46 con này giá của mình là 230.000 nha. Rồi tiếp theo A47. A47 của mình là một cái cuộn thước dây 10 master, 10 m nha. Đó. Đây sợi của mình là sợi nylon. Đây 10 master nha anh em, hai mạch số. Đó, đúng không? Đang hồi rất là tốt. Đó. Đó. Kéo ra là ngon lành nha anh em. Hai mạch số. À, 9 mét ha, 9 mét quá mới nha anh em. Đây 10 mét ha, không có lỗi gì nha anh em, sợi da thứ cũng khá là mới này. Đó, thì mình về mua về mình đo rồi mình đo ha. Rồi mình sẽ quay vào ha. Đó, 10 mét thì đây, đây nó sẽ có hai cái con len chạy nên là anh em mình quay được nó cũng đỡ bị gấp nha. Đó. 10 mét nha anh em. Đó, là anh em mình dùng đo hoặc là mình cho mấy người bái đồ này là cũng ok nha. Rồi anh em nào mà thích cái cuộn thước 10 mét này mọi người cho giúp em A47 nha. Rồi A47 cuộn này giá của mình là 160.000. Rồi A48 một cái thước thủy nha anh em, đó của thương hiệu nhà Cod á, thì cái dòng của Cod là cái dòng high square nha anh em, dòng chất lượng cao. Thân của mình là kim nhôm đó, phần mana thì anh em thấy hai ống thủy này, một nước màu xanh đó. Là mình hợp kim nhôm nha, kim nhôm. Rồi con này thì nó có tổng cái chiều dài á, tổng chiều dài của con này là nó dài được 23 cm. Anh em làm thích cái thước thủy này mọi người mình chốt giúp em A48 nha. Rồi A48 con này giá của mình là 140 nha anh em. Đó. Đây A48 con này giá của mình 140. 49 con này nó dài hơn, nó dài hơn nên là nó có ba cái ống thủy nha. Đây cũng của thằng nhà Cod cao đê luôn nha anh em, dòng là dòng high square nha, dòng chất lượng cao.
Đây, tổng chiều dài của mình là được 61 cm ha. Tổng chiều dài được 61 cm. Phần này là được 5 cm ha. Phần này là được 5 cm. Và phần này là được 2.5. Rồi, anh em là mình thích cây thước thủy này ha, thì mọi người mình chốt giúp em mã số của mình A49 nha. Rồi, A49 con này giá của mình là 220. Rồi tiếp theo mã số cuối cùng của clip này, em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc sẻng. Đó, con này thì nó khá là nặng, anh em nó nặng 2 kg mấy á. Phần cán của mình thì nó là bằng gỗ, phần này thì nó là bằng thép. Đó, màu vàng. Đó, đây. Logo của nó nha anh em. Đó, logo của nó này. Đó, logo của hươu vàng thì nó nha anh em. Đó. Đây là phần chi tiết cán, cái này anh em về mình xúc đồ ha. Rất là dài. Đây. Thì cái về cái phần bảng. Đây, về cái phần bảng này thì cái bề ngang này á, bề ngang là mình đo được là tầm khoảng là 24 cm, 24 cm ha. Về cái phần chiều dài này thì mình đo được tầm khoảng là 30 ha, tầm khoảng là 30. Đó. Đây, tính luôn cái chiều dài tổng thể. Tính luôn cái chiều dài tổng thể này á, thì mình đo được là 1 mét nha anh em. Đó, từ đầu mũi cho tới lên đầu cán này của mình là 1 mét. Đó. Rồi, anh em là mình thích chiếc sẻng này ha, thì mọi người mình chốt cho em mã số của con này ha. A50 nha. Rồi, con này giá của mình là 380 nha anh em. A50 nha, con này 380.000. Rồi thì clip này em Thắng kết thúc với 50 mã. Anh em mình xem có cái mã nào phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ và chốt qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966924801 nha mọi người. Rồi em Thắng cảm ơn mọi người đã theo dõi clip và chúc mọi người có một ngày mới thật là tốt lành.